Chào các bạn, hôm nay GoMoT sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu bong bóng hình cây cung như thế này. Và có thêm cái mũi cây cung nữa. Cái mũi cây cung nữa. Thông minh lắm. Dụng cụ cần chuẩn bị như sau. Mình cần có một cái ống bơm và hai cái bong bóng, thêm một cái kéo. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ bấm nút like và share cho mình. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.